Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ đến quý vị những cái hot news sau đây. Thứ nhất là một tiểu bang họ đã ký tấm chắc 500 1.000 và họ đã có cái lịch gọi cụ thể rồi. Những ai cần phải làm những cái điều gì để có thể nhận được những cái tấm chắc này thì Ngọc sẽ chia sẻ cụ thể ở cái đoạn giữa video. Ở đoạn cuối cái video này thì Ngọc muốn chia sẻ những cái cập nhật mới liên quan đến cái ngân sách của tiểu bang California và nó có liên quan đến cái tấm chắc 200, 400, 600, 800 của tiểu bang California. Hôm bữa trước có một số anh chị hỏi cách đây mấy ngày hỏi là tấm chắc Cali khi nào có, đến đâu rồi, thì hôm qua Ngọc đọc news thì Ngọc thấy có một số cái update, những cái cập nhật mới, cho nên là Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị liền. Trước khi Ngọc chia sẻ về hai tiểu bang này thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị một cái tin lạc quan. Nếu như chúng ta nhìn theo chiều hướng tích cực á, thì thấy rằng đây là cái tin lạc quan bởi vì cái giá xăng là nó giảm nhẹ. Hiện giờ là nó giảm nhẹ quý vị, nếu như tính ngày hôm những ngày gần đây thôi, còn không biết là trong tương lai trong mùa hè này thì nó tăng đến cỡ nào. Nhưng mà giá trung bình của toàn nước Mỹ hiện giờ là 4 đồng 95 cents một gallon. Trong khi đó, tiểu bang cao nhất, tiểu bang có cái giá xăng cao nhất đó là tiểu bang California với cái mức giá xăng trung bình là 6 đồng 37 cents một gallon. Cho nên hiện giờ bên quốc hội của tiểu bang California hôm thứ hai vừa rồi là họ đã tuyên bố là sẽ điều tra hành vi lợi dụng tình hình để móc túi người dân California của các công ty xăng dầu trong cái lúc mà giá xăng ở tiểu bang Cali tăng lên tới là hơn 6 đồng một gallon. Thì cái điều này quý vị so với cái mức giá trung bình của toàn quốc á, thì nó cao hơn rất là nhiều. Đúng không quý vị? Từ 5 đồng, 6 đồng rồi 7 đồng cao hơn rất nhiều mà. Nếu như mà làm lương cao thì nhiều khi nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà làm lương thấp và tháng nào cũng phải cân đo đong đếm thử nên mua món gì nên mua món kia thì nhiều khi paycheck to paycheck thì nó cũng rất là chật vật khó khăn. Thì nhìn lên cái bảng National Average Gas Prices thì quý vị thấy rằng á là ngày hôm qua với lại bây giờ là nó giảm từ 4 đồng 96 giá xăng trung bình của toàn quốc xuống còn 4 đồng 95. Nhưng mà nếu như quý vị cách đây một tuần á thì cái giá nó cũng giảm ha, nó cũng giảm cách đây sau một tuần. Nếu như quý vị so cách đây một tháng thì quý vị thấy rằng là nó tăng từ 5 đồng 4 đồng 59 lên thành 5 đồng 01. Cách đây một năm thì gần như là gấp đôi luôn. Quý vị thấy từ 3 đồng 06 nó lên tới là 4 đồng 95. Tiền lương đâu có tăng gấp đôi đâu quý vị, mà tiền xăng á là tăng gần gấp đôi và kéo theo đó là rất nhiều thứ nó tăng theo. Cho nên là hy vọng là trong thời gian tới là với những cái biện pháp của Fed họ tăng lãi suất rồi có thể là họ kéo cái inflation nó xuống, nhưng không biết là nó có tác dụng ngược hay không. Thì tại vì dạo gần đây thì Ngọc cũng theo dõi rất là nhiều cái news về recession, inflation, nhưng mà Ngọc không có chia sẻ cho quý vị. Hy vọng là Ngọc sẽ chia sẻ trong thời gian sớm nhất, nhưng Ngọc không hứa nữa tại vì hứa nhiều không làm video được thì nhiều khi nó thất hứa kỳ kỳ. Thì bây giờ Ngọc xin chuyển qua cái phần chia sẻ của cái tiểu bang đã ký, đó là tiểu bang Colorado. Colorado vừa mới ký một cái luật mới và cái luật này cho phép người dân sẽ nhận được ít nhất là 500, hoặc là nếu như khai chung thì nhận được ít nhất là 1.000. Người ta dùng cái từ ít nhất quý vị nha, có thể là nhiều hơn. Thì ở đây cái tờ báo này họ chia sẻ như vậy, nếu quý vị là it's official, đã chính thức rồi, những người dân mà có đóng thuế của tiểu bang Colorado á thì có thể mong đợi để nhận được một cái tấm chắc ít nhất là 500, chậm nhất là vào tháng 7, và đã được thống đốc ký vào hồi thứ hai. Và cái bill này là cái bill Senate Bill 233 được the House của tiểu bang thông qua với số phiếu thuận là 54 và phiếu chống là 11. Senate thông qua với số phiếu thuận là 24 và phiếu chống là 11. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái bill này được các nhà lập pháp của tiểu bang Colorado ủng hộ rất là nhiều. Và người ta có nói rằng á
là ít nhất là 500 nếu như là mình khai thuế individually, tức là khai thuế dạng như là một mình, single đối với vậy. Còn nếu như mà khai thuế chung thì được ít nhất là 1.000. Ở đây chúng ta lưu ý là người ta nói rằng là regardless of income. Chú ý cái điều này, có thể là quý vị đang hỏi là ok, income thấp mà không khai thuế thì có được hay không? Thì ở đây người ta nói như thế này quý vị. Số tiền ít nhất là 500.000 sẽ được gửi ra vào tháng 8 và tiếp tục gửi ra đến tháng 9 luôn. Và có thể là tháng 9 quý vị sẽ nhận được tiền vào cuối tháng. Và người ta chỉ gửi qua đường bưu điện, tức là USPS họ sẽ gửi về cho mình đến địa chỉ nhà của mình theo cái địa chỉ mà quý vị có trong cái hồ sơ thuế đó. Chứ người ta không gửi theo direct deposit. Mặc dù là quý vị có direct deposit trong cái hồ sơ thuế của mình, nhưng mà người ta sẽ không gửi. Tại vì người ta nói rằng là để chống những cái trường hợp mà bị gian lận đó quý vị, thì người ta chỉ gửi tấm chắc và mail đến nhà mình thôi. Chứ kiểm tra ngân hàng thì không thấy quý vị nha. Và dự kiến là sẽ có khoảng 3.1 triệu người dân ở tiểu bang Colorado sẽ nhận được cái tấm chắc này. Không có tính income giới hạn gì cả. Mức income nào cũng có thể nhận được cái số tiền này. Tuy nhiên, người ta yêu cầu mình phải là full-time resident, người dân ở full-time tại tiểu bang Colorado, và khai thuế 2021 tax return chậm nhất. Tức là quý vị phải khai thuế tiểu bang quý vị nha, chậm nhất là vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nếu như mà những ai file an extension, mình gia hạn cái khai thuế của mình, thì quý vị có đến ngày 17 tháng 10 thì quý vị khai thuế nha. Còn nếu như quý vị không gia hạn, không có file an extension, thì quý vị phải khai thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 6. Và nếu như quý vị khai thuế theo dạng extension thì quý vị sẽ được nhận tiền vào tháng 1. Như vậy, nếu như mà income ít quá, mình không có cần phải khai thuế, mà quý vị cũng không có khai thuế, theo luật mình không cần phải khai thuế đúng không? Tại cái mức income của mình dưới ngưỡng, thì quý vị cũng phải nên khai thuế để nhận được cái số tiền này. Nếu như quý vị không khai, thì người ta sẽ không có cái căn cứ để gửi ra cho quý vị. Cho nên là người ta đã thông báo trước rồi, nếu như mình không làm thì mình sẽ không được tiền nha quý vị nha. Cho nên là quý vị để ý cái điều này. Họ đưa ra cái điều kiện như vậy, mình không đủ điều kiện thì mình không có nhận được. Rồi bây giờ qua tiểu bang thứ hai, đó là tiểu bang California, thì Ngọc có một cái tin mới Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, và muốn chia sẻ cho quý vị nhanh liên quan đến cái tấm chắc 400, 800 hoặc có thể là ít hơn hoặc có thể nhiều hơn. Thì Ngọc sẽ chia sẻ như thế này. Vào ngày 13 tháng 6, tức là cách đây cũng hơn một tuần rồi, thì những nhà lập pháp của tiểu bang California đã gửi lên cho thống đốc Gavin Newsom một cái bản gọi là một cái bản budget, một cái bản ngân sách gọi là ngân sách sơ khởi, đúng không vậy, ngân sách sơ khởi, với tổng cái số tiền cho cái ngân sách này là 300 tỷ đồng. 300 tỷ chứ không phải 300 triệu quý vị nha. 300 tỷ. Đó, thì để đọc tiếng Việt cho nó dễ hiểu nè. Cơ quan lập pháp California hôm thứ Hai đã gửi cho thống đốc Gavin Newsom một cái kế hoạch ngân sách tiểu bang sơ bộ, kế hoạch sơ bộ, right, với tổng giá trị là hơn 300 tỷ đô la. Và trong 300 tỷ đô la này á, là nó có 8 tỷ để dành cho tax rebate. Tax rebate tức là người ta sẽ cho lại những cái người đóng thuế thì người ta cho lại. Thì trong đó có những cái tấm chắc mà dạo gần đây mình hay nghe nói tới, đúng không vậy? Và điều này có nghĩa rằng là gì? Người ta có cái số tiền như vậy và hiện giờ người ta dự kiến là sẽ được thống đốc Gavin Newsom ủng hộ cái mà họ đưa lên. Và người ta yêu cầu á là income phải dưới cái mức là 120.000 cho ai mà khai thuế individually, khai thuế độc thân.
Còn nếu như mà khai thuế chung á, vợ chồng khai chung thì cái income phải dưới cái mức là 250.000. Nếu như quý vị độc thân mà quý vị làm 150.000 thì quý vị không đủ điều kiện để làm những cái tấm chắc này. Theo như cái dự luật là như vậy. Không biết là khi mà thống đốc Gavin Newsom thương thảo đó, không biết là có thay đổi gì hay không. Nếu như mà vợ chồng khai chung mà làm cái income 251.000 cho cái AGI thì quý vị sẽ không đủ điều kiện ha. Phải dưới 125 hoặc là dưới 250. Và mỗi người như vậy là được 200, có nghĩa là vợ được 200, chồng được 200, nếu có dependents thì dependent được 200 nữa. Đó. Như vậy á thì cái điều này nó cũng khớp với lại cái đề xuất mà thống đốc Gavin Newsom đưa ra cái đợt đầu tiên là mỗi chiếc xe sẽ được là 400 và tối đa nếu như mà mình có là chủ sở hữu của hai chiếc xe được đăng ký thì có thể là được 800, mà ba chiếc xe thì chỉ cũng được 800 thôi, là giới hạn là 800. Như vậy á thì để mà mình so sánh với cái đề xuất mà được đưa lên, vừa mới đưa lên với lại những cái gì mà ông Gavin Newsom đưa ra thì nó cũng hơi khớp khớp với nhau, đúng không vậy? Ví dụ như một gia đình có bốn người, người vợ được 200, người chồng được 200, rồi đứa con thứ nhất được 200, đứa con thứ hai được 200, như vậy có thể là được 800, đúng không quý vị? Đó. Và nếu như mà gia đình có 5 người thì sao? Nếu như mà người ta nói rằng á là mỗi người được 200 và mỗi dependent được 200 thì gia đình có 5 người có thể là họ sẽ được là 1.000, gia đình 6 người có thể là được 1.200, không biết là họ có giới hạn hay không quý vị nha. Không biết là có giới hạn hay không. Nhưng mà có thể là họ sẽ đưa ra một cái giới hạn là có thể là chỉ tối đa là 800 thôi, thì lúc đó thì mình sẽ biết. Nhưng mà nếu như gia đình chỉ có hai người thì có thể là được 400, ba người thì được 600. Đó. Như vậy thì cái dự luật này ở tiểu bang California đã đi thêm một cái bước nữa để tiến gần hơn đến cái việc là thống đốc Gavin xin ký. Đó, Gavin Newsom mà ký thì cái này sẽ thành luật và có thể là họ sẽ đưa ra những cái chi tiết cụ thể hơn. Bây giờ thì Ngọc chỉ biết tới nhiêu đó thôi. À, nếu có nữa thì Ngọc sẽ chia sẻ nữa. Và có thêm một cái điều nữa nè, là trong cái dự luật chi tiêu ngân sách này á là người ta có thêm 1.3 tỷ cho những doanh nghiệp nhỏ và những doanh nghiệp những tổ chức phi lợi nhuận, và có 600 triệu cho tax credit cho những gia đình gọi là có income rất là thấp. Đó, rất là thấp. Thì nếu như mà họ ra chi tiết hơn thì Ngọc sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Nhưng mà hiện giờ cái hy vọng để tiểu bang California có thêm những cái tấm check rebate, tức là mình đóng thuế cho Cali, rồi Cali người ta cho lại để ủng hộ, để mà hỗ trợ người dân trong cái lúc mà giá xăng ở Cali là một trong những cái tiểu bang mà cao nhất, Cali là cao nhất luôn. Và người ta muốn hỗ trợ lại người dân và support người dân và có những cái relief. Bởi vì Cali, quý vị biết rằng là Cali thặng dư ngân sách rất là nhiều từ những cái ngân sách thu rồi từ liên bang họ cho xuống nữa. Hiện giờ cái tiền Cali họ dư ra rất là nhiều, cho nên là họ cũng muốn hỗ trợ lại cho người dân. Ngọc có đọc một số cái news liên quan đến những cái lời chỉ trích giữa hai bên đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa của tiểu bang California về việc là ai ủng hộ cái dự luật này, ai không ủng hộ cái dự luật này. Nhưng mà thôi, Ngọc không có chia sẻ cái vế đó thôi, mình chỉ tập trung vào những cái tấm chắc thôi quý vị ha. Và Ngọc xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và hy vọng quý vị là like cho Ngọc và hãy đăng ký kênh nếu quý vị chưa đăng ký. Và nếu như quý vị thích những cái video Ngọc chia sẻ thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem quý vị nha. Chúc quý vị sức khỏe, chúc quý vị được bình an. Bye bye nào.